giờ làm việc mệt mỏi và căng thẳng, bạn sẽ làm gì? Bạn có muốn được sống trong âm nhạc, được thưởng thức những bộ phim kinh điển, hay đơn giản là cùng bạn bè người thân trổ tài ca hát? Giờ đây không phải đi đâu xa, chỉ cần ở nhà mà bạn vẫn được trải nghiệm những điều tuyệt vời ấy với chất lượng hơn cả mong đợi. Hãy trang bị cho ngôi nhà của mình dàn âm thanh 3D Sony BDV-N990W. Bộ dàn âm thanh 3D Sony BDV-N990W bao gồm có 4 loa được thiết kế dạng thanh tinh tế, âm ly S-Master và đầu DVD hiện đại, hệ thống loa 2 chiều và cân chỉnh tự động cho bạn dễ dàng cài đặt tối ưu, công nghệ loa không dây hiện đại giúp tái tạo âm thanh chuẩn xác với dàn âm thanh vòm 5.1. Đặc biệt, bạn sẽ được đắm mình vào thế giới hình ảnh, âm thanh 3D trung thực với ứng dụng xem phim 3D. Bộ dàn âm thanh này còn cho phép nghe, chép nhạc, xem hình, xem phim trên USB và có hỗ trợ chức năng karaoke ưu việt cho bạn và gia đình thỏa sức ca hát. Vâng, không chỉ có vậy, sản phẩm này còn có tích hợp Wi-Fi, hỗ trợ lướt web, giúp bạn dễ dàng giải trí trực tuyến. Giá thị trường của bộ sản phẩm này là 16.990.000 đồng, nhưng với đấu giá 1.000, chỉ cần chưa đến 1.000 đồng là bạn đã có cơ hội mang sản phẩm này về và biến ngôi nhà của mình thành một rạp hát mini. Còn chần chừ gì nữa mà không tham gia đấu giá cho sản phẩm bằng cách soạn tin. DG dấu cách ra đấu gửi 8730, trong đó DG là mã của chương trình, ra đấu chính là mức giá bạn trả cho sản phẩm. Lưu ý, mức giá bạn trả cho sản phẩm phải là số nguyên và chỉ nằm trong khoảng từ 1 đến 1.000 mà thôi. Người chiến thắng sẽ là người đưa ra được mức giá thấp nhất và duy nhất trong suốt phiên đấu giá. Tuy nhiên, trong trường hợp nếu không có mức giá nào là thấp nhất và duy nhất, hệ thống sẽ tự động lựa chọn ra một mức giá từ thấp tới cao có ít người chọn nhất và người thắng cuộc là người đưa ra được mức giá đó sớm nhất. Phiên đấu giá sẽ kết thúc vào 19:30 thứ Sáu, ngày 28 tháng 9 năm 2012 và được truyền hình trực tiếp trên kênh Kiss TV VTC11. Mọi chi tiết xin truy cập vào trang web www.đấu giá.vtcmobile.vn. Xin chúc quý vị và các bạn may mắn!